Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh. Chương trình hôm nay là giới thiệu cho các bác chi tiết cái bộ quần áo ngụy trang nhá. Quần áo ngụy trang dạng lá cây tua. Một cái bộ một size duy nhất, một bộ size đa năng dành cho tất cả các anh em từ nhỏ tới to, từ to tới nhỏ nhá. Anh em nào mà to con thì mặc vừa vặn, anh em nào nhỏ thì mặc hơi rộng, hơi thỉnh thoảng. Bởi vì đây là cái mẫu dạng đồ ngụy trang, đồ thể thao thì nó không có bó sát như là đồ thời trang được các bác nhá. Đây các bác nhìn này, chất liệu ấy nó bằng lưới nha, nó được đính những cái viền tua vải màu lá cây khô, nói chung là lần ngoằn nó tua đây như này. Khi các bác mặc vào là nó rất giống một núm đá cây, như là thực tế tôi đang mặc đây nha, như tôi đang mặc đây. Cái này ấy, là cái làn ấy, bản làn đi lại đây bằng lưới, rất là thoáng, rất là mát các bác nhá, rất thoáng, rất là mát. Cái bộ này ấy, dành cho các bác ngụy trang trực tiếp tại cái khu vực các bác đặt bẫy, rất là hiệu quả và ngụy trang là cao. Các bác có ngồi bên cạnh bẫy là con bổi nó không phát hiện ra, các bác theo dõi được nguyên cái quá trình cái kèo đánh của các bác nhá. Đấy, mặc vào là giống như một đống đá cây. Cái này ấy thì là với cái mẫu quần áo ngụy trang tua thì cái mẫu này là mẫu đắt tiền nhất các bác nhá, mẫu đắt tiền nhất. Với cái giá là 450.000, giá công khai cho các bác mua hàng nhá, 450.000. Đây là shop bán hàng trên video thực tế, sản phẩm nhập về rất nhiều. Anh em nào có nhu cầu mua sỉ và để lại thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại sẽ có giá đẹp hơn. Còn anh em nào mua lẻ thì giá là 450.000 trên một bộ, đã bao gồm cả tiền cước phí gửi về tới tận nhà cho các bác, ship tới tận cửa luôn nha các bác nha, ship qua đường bưu điện. 450.000 trên một bộ là cả quần và cả áo. Cái dạng này là cái dạng kéo khóa nhá, áo là dạng kéo khóa, không phải dạng đóng cúc, không phải dạng chui đầu các bác nhá. Dạng đóng cúc ở chui đầu thì nó sẽ rẻ tiền hơn. Và thứ hai là cái chất liệu này nó mềm, vải tua này nó mềm này. Có một cái loại chất liệu nữa là nó cứng, nó lột sột hơn, các mặc các bác có thể cảm giác nó ngứa ngáy hơn. Và cái này thì mặc rất là mát, rất là êm, chất liệu vải rất là thoáng nhá. Cái lưới này lưới thoáng mát cực kỳ luôn. Cái này thì dành cho anh em mà khi tới vào trong rừng mà mình xác định mình đặt bẫy thì mình mặc vào, mình trong quá trình làm đặt bẫy là nó không có bị nộ, và làm xong thì mình ngồi ngay bên cạnh 5m, 3m thì đó mình quan sát cái quá trình con bổi nó tới, ngồi dưới gốc cây luôn mà bổi không biết. Cái này là độ ngụy trang rất là cao, 450.000 cho một bộ quần áo ngụy trang như thế này, một bộ trọn vẹn nhé, đã vào một bộ ship các bác nhá. Cái này tôi mặc đây, các bạn thấy đây. Rồi các bác lưu ý kỹ là cái mũ nhá, cái mũ hoặc cái khẩu trang, các bác nào có nhu cầu ấy thì sẽ phải mua thêm, mua riêng thêm nhá. Thế còn bộ này 450.000 là chỉ có bộ như này thôi các bác nhá. Đây 450.000 là bộ toàn vẹn như thế này. Đấy, rất là mát, rất là thoáng các bác nhá, độ ngụy trang rất là cao. Rồi xin cảm ơn các bác nhá, các bác xem video ở kênh YouTube của shop thì vui lòng đăng ký kênh, ủng hộ kênh nhá. Và các bác sẽ nhận được những cái video mới, giới thiệu lại những sản phẩm mới nhất mà tốt đang tải lên gửi cho các bác nhé. Mẫu quần áo ngụy trang dạng lưới, giá 450.000 dành cho tất cả các anh em đam mê. Anh em nào muốn mua về bán lại với số lượng lớn thì shop cũng có luôn nhé. Các bác vui lòng alo trực tiếp lên điện thoại của shop đây các bác nhé. Đây quần áo ngụy trang số lượng rất là nhiều, các bác liên hệ giúp tôi nhé, một hàng thì alo trực tiếp cho tôi. Các bác nhá, đây hàng làm nên video thực tế, các bác nhận hàng trước khi trả tiền là có quyền đồng kiểm hàng, có nghĩa là bóc hàng ra xem cái bộ quần áo như thế này, cái quần áo vải tua như này này. Đấy, cái này thì dành cho các bác ngụy trang trực tiếp trên rừng thôi, chứ còn khi đi ra ngoài đường thì cũng hơi bất tiện, tôi cũng mặc đi thử rồi mà ai người ta cũng nhìn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.